Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series lập trình Android bằng Kotlin Bài 5 trong chuỗi bài lập trình hướng đối tượng Kotlin Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về tính đa hình và data classes Ở phần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về tính đa hình Thì khái niệm của tính đa hình như sau, rất là dễ hiểu Đa hình là tại từng thời điểm Đối tượng nó sẽ có các hình thái khác nhau Trong những hoàn cảnh khác nhau Dễ hiểu không? đọc xong dễ hiểu đến mức ngu luôn, đúng không ạ? Chả hiểu gì. À, bên chúng ta sẽ có ví dụ để các bạn dễ hình dung này. Thực tế, giả sử như một bạn, bạn đang làm phó phòng, đấy. Vì bạn ấy làm rất tốt, hoặc là ông trưởng phòng, ông ấy tham nhũng, tham ô, ông bị đuổi việc. Thế thì bây cả phòng có mỗi mình là thằng phó phòng rồi. Mình được thăng cấp lên trưởng phòng. Thế Như vậy là trước đó thì bạn này bạn đang làm phó phòng. Sau một thời gian thì, thì bạn ấy lên làm trưởng phòng, đúng không? Như vậy là thể hiện cái tính đa hình lúc thì làm cái này, lúc thì làm cái kia, đúng không? đấy chúng ta có một cái cốt cụ thể như này, chẳng hạn như trưởng phòng là con của lớp nhân sự, rồi là phó phòng cũng là con của lớp nhân sự. thế thì bạn kia, bạn ấy lúc là trưởng phòng, lúc là phó phòng, đúng không? thì chúng ta có một cách để chúng ta thay đổi, lúc là bạn này bạn có thể là trưởng phòng, lúc thì bạn này bạn ấy là phó phòng được. đấy như vậy nó gọi là tính đa hình. bây giờ chúng ta sẽ mở IntelliJ, chúng ta cốt thử để chúng ta nhìn cách nó hoạt động nhá. Các bạn chọn Close All Tab này Đóng hết đi Ra đỡ bị lẫn này đó chúng ta sẽ tạo ra một bài mới New Coding Class File File Hôm nay là bài 24 buổi 5 Đúng không? 24.5 OP buổi 5 Enter Main A Tab Cứ Tạo ra khối lệnh chính đã Làm gì làm sau Đúng không? Bây giờ các bạn sẽ tạo ra cái Class Là nhân sự New này Coding Class File Class nhân sự Enter Đấy, Chúng ta khai báo nó là class có thể được thừa hưởng Thì cần thêm từ khóa là open Chúng ta thêm cả cái lớp trừu tượng vào nữa Để chúng ta thêm lớp trừu tượng nha Khai báo một cái hàm trừu tượng Giống như phương thức tính lương lúc trước chúng khai báo ấy Tính lương Đấy, Chúng ta vừa học chúng ta lại ôn lại kiến thức cũ Thì chúng ta sẽ khai báo là public abstract fun cái hàm tính lương đúng không tính lương và chúng ta truyền vào cái đối số là ngày công kiểu in tính lương theo ngày công được chưa kiểu in này đó khai báo như này thôi lớp cha chúng ta chỉ cần khai báo như này thôi không có cái ngoặc gì cả đúng không thì khi các bạn khai báo một cái hàm áp chắc thì nó báo đỏ ngay lập tức bởi vì thằng class chúng ta phải khai báo áp chắc đúng chưa thế các bạn thêm từ khóa áp chắc vào Đây, chúng ta cứ làm dần dần từ từ từng bước như vậy để chúng ta nhớ cách để chúng ta tư duy logic chúng ta cốt thôi. Ở đây chúng ta tính lương cho nên cần kiểu trả về, giả sử chúng ta để kiểu trả về là double. Các bạn sẽ tạo ra hai class con là trưởng phòng và phó phòng là con của class nhân sự này. New này. Code link class file class này, trưởng phòng trước. Enter. Và bây giờ chúng ta khai báo là trưởng phòng là con của nhân sự. Nhân sự. Đúng không? Ngoặc ngoặc đóng ngoặc. Đấy. Thì khi các bạn khai báo trưởng phòng là con của ông nhân sự thì tự nhiên nó báo đỏ luôn. Là bởi vì thằng cha của nó có khai báo một cái hàm trừu tượng bắt thằng con phải có hàm này cho nên nó đỏ đúng không? Chúng ta lại kích chuột vào cái chữ trưởng phòng này, ấn enter này. Implement member này, đó, chọn tính lương và ok. Chúng ta override lại cái thằng tính lương là nó sẽ hết lỗi đúng không? Thì hạn ở đây chúng ta sẽ return về lương ông trưởng phòng là 50 đô một ngày ta sẽ lấy là 50 đô nhân với ngày công ở đây nó vẫn tiếp tục báo đỏ là do ngày công chúng ta là kiểu in thấy không và kiểu trả về chúng ta là double cho nên nó bị lỗi nên các bạn phải chuyển cái thằng này thằng double chuyển thì có một vẹo nhỏ như sau các bạn nhân với 1.0 thì mặc nhiên nó chuyển về double đấy chúng ta tạo một class thứ hai là phó phòng new này cố định class file này class này phó phòng Enter này Là con của nhân sự Phó phòng cũng là con nhân sự Tiếp theo là chúng ta cũng vẫn phải Override lại cái thằng tính lương Đấy, Lần này chúng ta làm cách hai là chúng ta sử dụng Override Lưu ý chỗ này chúng ta có thêm mở ngoặc đóng ngoặc đấy nhá Báo đỏ này Rồi Lương của ông phó phòng thì bằng Return về 40 đô thôi Nhân với ngày công rồi Thấp hơn đúng không Nhân với 0.1 A1 à 1.0 Đấy, để chuyển về kiểu double Đấy, như vậy là chúng ta có hai class là trưởng phòng, phó phòng là con của nhân sự. Và nhân sự chúng ta khai báo một hàng trừ tượng tính lương, cho nên bắt buộc trưởng phòng và phó phòng phải override lại, ghi lại, định nghĩa lại cách tính lương này. Đó, thì bạn thấy cách tính lương của ông trưởng phòng và phó phòng là khác nhau. Chúng ta sẽ quay trở lại cái bài 24.5 là cái bài mà có hàng phân men chúng ta tạo ngay từ đầu này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng nhân viên một kiểu dữ liệu là nhân sự tạo một cái đối tượng gọi là nhân viên một nhá kiểu dữ liệu là nhân sự nghe nó lạ không bởi vì lúc trước mình giải thích là gì các class thực ra là cái kiểu dữ liệu mà các bạn tự định nghĩa thôi đúng không kiểu in nó là một class int ấy, là class có sẵn do thằng Kotlin nó định nghĩa thế bây giờ các bạn định nghĩa ra một cái class nhân sự thì chúng ta hiểu nó là một class là một cái kiểu dữ liệu do các bạn định nghĩa thôi, đúng không? Bên tạo này và nhân viên 1 là kiểu dữ liệu nhân sự. Được chưa? Bằng phó phòng hoặc đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là phó phòng và trưởng phòng đều là con của nhân sự. Cho nên khi các bạn khai báo và nhân viên 1 là kiểu nhân sự thì các bạn có thể gán cho nó là phó phòng hoặc trưởng phòng được, đúng không? Bởi vì thằng phó phòng và trưởng phòng là con của thằng nhân sự nên chúng ta khởi tạo một cái kiểu dữ liệu nhân sự và chúng ta có thể gắn chức danh cho nó là phó phòng hoặc trưởng phòng đều được thì đây chính là cái tính đa hình của nó tí các bạn sẽ nhìn thấy bây giờ chúng ta sẽ print line này chúng ta in ra cái lương lương của ông nhân viên 1 là Đây chúng ta cộng với phương thức tính lương thôi là nhân viên 1 chấm tính lương Và chúng ta cần truyền vào gì truyền vào số ngày công của ông ấy giả sử ông làm được hai ba công một tháng đi rồi phải run này chạy ra xem ông bao tiền nhá lúc này ông ấy đang làm phó phòng nhá các bạn thấy lương của ông là 920 không à, bây giờ giả sử như là ông trưởng phòng tham nhũng ông trưởng phòng tham nhũng Đã. tham nhũng nên bị đuổi à, bây giờ ông này ông được lên trưởng phòng luôn đúng không ạ ông này ông ấy thăng từ thăng cấp Đã thăng cấp ông NV1 lên trưởng phòng rồi bây giờ thăng cấp thì làm nào chúng ta chỉ cần gọi ông nhân viên một ra mà gán cho nó bằng trưởng phòng Đấy, các bạn thấy được? đơn giản không chúng ta chỉ cần gọi ông nhân viên một ra và gán ông là trưởng phòng rồi là ông là thành trưởng phòng luôn rồi. bây giờ chúng ta sẽ in ra lương của ông ấy bây giờ ông vẫn làm 23 ngày copy nguyên cái khối này nhá vẫn làm hai ba công vẫn là phương thức tính lương nhưng mà lúc này ông ấy sẽ là trưởng phòng rồi, đúng không ạ? Các bạn thấy cái tính đa hình ở đây không? Lúc ông ấy là phó phòng, lúc ông ấy là trưởng phòng và ông ấy đều là ông ấy làm nhân sự mà, nhân sự trong công ty mà, đúng không? Đoạn này. Đấy, lương vẫn là 920 thôi. Đấy, lên trưởng phòng một cái là 1150, được chưa? Đó. Thì các bạn thấy cái tính đa hình ở đây thể hiện là trong từng hoàn cảnh thì đối tượng này nó có thể là hình thái như thế này là phó phòng hoặc là trưởng phòng Đó, nó rất giống với đời sống hàng ngày của bạn thôi đúng không ban ngày các bạn có thể là đi làm thì các bạn là một uh, giáo sư là một tiến sĩ là một công nhân đấy, khi về nhà thì các bạn gặp gia đình thì các bạn là một người chồng là một người bố đấy thì là một người con vân vân đúng không nó rất giống với cái đời sống thông thường của ta thì các bạn hãy rèn luyện lại cái này để ta nhớ cốt nhá chúng ta sang phần tiếp theo là tính đa hình thể hiện từ kế thừa interface thì các bạn biết rằng interface vừa nãy chúng ta học rồi là tập các cái quy luật và chúng ta ép thằng class con là phải tuân theo quy luật đó đúng không giả sử ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái interface là tính toán và trong đó chúng ta có một cái hàm tính hai số nguyên a và b bây giờ chúng ta tạo ra hai class con là tính tổng và tính hiệu là con của thằng tính toán đấy bây giờ các bạn sẽ mở IntelliJ chúng ta cố thử nhá các bạn chuột phải vào src này New Calling that file File Tạo ra bài mới Bài 24 Phần 5.2 Đúng không ạ Op Phủy 5 Phần số 2 Enter này Mena Tab Chúng ta sẽ tạo ra một cái interface New này Calling that file Interface Nhập vào là tính toán Enter Đấy, trong này chúng ta sẽ khai báo một cái hàm trừu tượng Là public abstract fun Tên hàm là tính Và chúng ta truyền vào hai đối số là A kiểu nguyên Và B kiểu nguyên Đấy Chúng ta khai báo đơn giản như này thôi Thì tất cả những thằng con của thằng tính toán này Đều phải có cái hàm này Đúng không Kéo lên trên này Được phải src New Coding class file Class Chúng ta tạo ra cái hàm tính cộng Enter này. Chúng ta bảo rằng là tính cộng là con của thằng tính toán. Đấy. Thì các bạn thấy rằng khi các bạn khai báo là con của thằng tính toán lập tức báo đỏ ngay. Đúng không? On Enter vào đây. Implement Member. Để chúng ta tái định nghĩa lại cái thằng tính. Thì bây giờ nó là cái hàm nằm trong class tính cộng. Nên chúng ta sẽ return về tổng. Đúng không Ở đây chúng ta sẽ print này. Print này. Là tổng. Đô la A cộng với đô la b bằng đấy, chúng ta sẽ cộng với a cộng b thấy chưa đơn giản như vậy thôi chúng ta chỉ khai báo là tính cộng là con của thằng tính toán và cái lúc đấy cái phương thức tính ấy, nó sẽ như này trả về kết quả là a cộng b bây chúng ta tạo ra thằng con thứ hai là thằng tín hiệu đúng không new này Cô định class file à, chúng ta còn class này tín hiệu enter một cái thằng hiệu này vẫn là con của thằng tính toán. Và khi chúng ta khai báo như vậy thì nó lại bắt override. Đúng không? Override lại thằng tính. Lúc này chúng ta sẽ print ra kết quả là hiệu a trừ b là đúng không? Hiệu a trừ b bằng a trừ b. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài 24.5 chúng ta vừa tạo ra ở chương trình chính này. Chúng ta sẽ khai báo một cái đối tượng kiểu tính toán và này khai báo đối tượng kiểu dữ liệu của nó là tính toán Đây. nó giống như cái thằng vừa nãy chúng ta khai báo là nhân sự ấy bây giờ chúng ta va này va một cái đối tượng một kiểu dữ liệu của nó là tính Để tính toán tức là cái thằng cha này đúng không chúng ta khai báo nhân dt1 là kiểu dữ liệu của class cha và chúng ta gán nó bằng hiện tại chúng ta gán nó bằng tính cộng đấy thì khi các bạn gọi phương thức tính tại thời điểm này gọi phương thức tính này dt1 chấm tính dt1 chấm tính các bạn truyền vào hai số nguyên a và b chẳng hạn như là 7 và 5 thì lúc này chúng ta sẽ nhận được kết quả là phép tính cộng đúng không các bạn chuột phải này Run thử xem ra kết quả như nào. Các bạn thấy là chúng ta nhận được kết quả tổng 7 cộng 5 bằng 12. Đấy, bây giờ chúng ta lại chuyển cái thằng DT1. Chuyển DT1 sang cái đối tượng là tín hiệu nhá. Sang đối tượng tín hiệu. Làm nào? Cũng giống như cái ông trưởng phòng chuyển thành phó phòng thôi. Đúng không ạ? DT1 bằng tín hiệu. Đó. Mở hoặc đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta lại gọi lại cái phương thức tính vừa nãy Vẫn là cái dòng này thôi Nhưng bây giờ chắc chắn nó không phải tính tổng nữa rồi Nó sẽ là tính hiệu nhá Bởi vì lúc này thằng DT1 nó là cái đối tượng Nằm trong class tính hiệu mà Đúng không? Run Các bạn sẽ thấy lúc này hiệu nó sẽ bằng 7 chứ 5 bằng 2 Đúng không ạ? Như vậy cùng là một đối tượng DT1 Lúc thì nó tính tổng Lúc thì nó tính hiệu Đúng không ạ? Thì đây chính là cái tính đa hình Của đối tượng Sang phần 13, chúng ta tìm hiểu về data class. Thì trong quá trình xử lý thì đôi khi ta cần cái dữ liệu mà không cần dùng đến các phương thức. Thì Kotlin nó có thể hỗ trợ cho các bạn tạo ra một class đặc biệt. Thì cái lớp này người ta gọi là data class. Thì cho bản thân cái thằng data class ấy nó sẽ tự động cung cấp cho các bạn một số cái phương thức như sau, như Equal, này, hashCode này, toString này, component n này và copy. Bây giờ chúng ta sẽ thử tạo cái class sheet này nhá. Chúng ta học về data class này. Các bạn sẽ khai báo dạng như sau, data dấu cách class. Đấy, sau đó các bạn đưa vào tên của cái data class này. Mình sẽ gọi nó là test data nhá. Mở ngoặc này, gọi truyền vào các cái đối số cho nó và tên kiểu string rồi là va căn cước công dân kiểu string. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có thể là khai báo đối tượng nằm trong cái class này như bình thường thôi và một cái data một là tên đối tượng đúng không gọi tên class ra này là test data đấy và chúng ta truyền vào đối số bình thường thôi bạn thấy không này tên này căn công dân này đúng không tên giả thử chúng ta truyền vào là hứa thị lèo hứa thị mộng mơ nhá rồi căn cước công dân là một hai ba bốn năm sáu ví dụ như thế thế bạn thấy là rõ ràng là chúng ta tạo ra một class nó rất là đơn giản và chúng ta chỉ cần các cái đối số thôi còn không cần phương thức hay gì cả đấy Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần là test các cái phương thức có sẵn này. Thứ nhất là phương thức copy. Copy. Mà cái thằng class này nó có sẵn cho các bạn rồi. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái va data 2 bằng data 1. Chấm copy. Đấy. Tức là nó sẽ copy nguyên si cái thằng bên trên này vào thằng data 2. Bây giờ chúng ta sẽ thử in data 2 ra nhá. Green line này. Data 2. Rồi, chạy này. Các bạn sẽ thấy là cái test data này, Đấy, tên hứa thị mộng mơ, căn công dân là 12456. Các bạn thấy thằng data 2 không? Chúng ta in thử thằng data 1 luôn nhé. Data 1 này. Đó, data 1 và data 2 giống hệt nhau. Đấy, còn trong trường hợp mà các bạn muốn là copy nhưng mà có sửa, Đấy, chỉ ví dụ như chúng ta copy data 2, lấy từ data một nhưng mà ta sửa tên đi thì các bạn gõ như sau này chúng ta truyền vào các cái đối số mà muốn sửa thôi tên của nó sẽ là gì à, hứa thị lèo rồi bây giờ chúng ta chạy lại nhá copy và có chỉnh sửa đó các bạn thấy không rõ ràng là nó copy nhưng mà nó lại sửa tên thành hứa thị lèo ở đây là các cái phương thức có sẵn trong nó thì bản chất chúng ta in được cái thằng data 1 và data 2 ra là do cái phương thức tu trinh. Các bạn học hôm trước rồi đúng không Cái phương thức mặt nạ ấy, Khi các bạn sử dụng tu trinh Thì nó sẽ xuất ra Thì bản thân của cái thằng data class này Nó đã có sẵn cái phương thức tu trinh Cho nên khi các bạn in đối tượng ra Thì nó sẽ xuất ra được như này Tiếp theo là chúng ta test đến thằng component n Là để ánh xạ tới thuộc tính của đối tượng Thì chúng ta sẽ sử dụng là println này println data2.component component 1. Đấy, các bạn nhìn nhé. Component nó chính là cái đối số nằm ở trong này này. Thằng này của chúng ta có hai đối số. Đúng không? Là hứa thì mộng mơ là tên này. Và căn công dân là 1246. Còn cái thằng căn cước công dân 2 của chúng ta cũng có hai đối số là gì? Hứa thị lèo. Và căn công dân vẫn là 1246. Đúng không? Đó bây giờ chúng ta sẽ ánh xạ đến thằng component 1 để xem ra gì này. Rồi component 2 là ra cái gì này. Căn này. Các bạn thấy là component 1 nó ra cái giá trị của cái thằng tên đúng không? Là hứa thị lèo. Còn component 2 thì ra cái giá trị căn cước công dân. Đấy thì các bạn hiểu là nó, nó truy xuất nó ánh xạ đến cái cái thằng đối tượng cái cái cái, cái uh, giá trị của đối số đúng không ạ? Nằm ở vị trí số 1 hay vị trí số 2. Đấy. Như vậy là bài học số 5 trong chương trình lập trình hướng đối tượng Kotlin chúng ta kết thúc ở đây. Mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức các bạn nhớ ôn tập bài này nhé chúc các bạn thành công